Thầy thân chào tất cả các em học sinh khối 7 nha. Rồi hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em là bài học là các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông ha. Thì chúng ta biết rồi, tam giác thường á, thì nó có 3 trường hợp bằng nhau là cạnh góc cạnh nè, cạnh 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 nè, với lại góc cạnh góc. Thì tam giác vuông á, thì nó cũng là tam giác. Cho nên là chúng ta có thể sử dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác thường để tìm ra các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Và chúng ta đã biết rồi, hai tam giác vuông thì nó sẽ có hai góc vuông bằng nhau trước nè. Như vậy là chúng ta chỉ cần là hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này nè lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia, thì hai tam giác vuông đó bằng nhau ha. Và trường hợp này là trường hợp cạnh góc cạnh ha. Rồi chúng ta quan sát cái cặp hình thứ hai ha. Thì đây cũng là hai tam giác vuông, thì nó có sẵn hai góc vuông bằng nhau rồi ha. Vậy nếu như chúng ta có là một cạnh góc vuông và một góc nhọn của tam giác vuông này ha, bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn của tam giác vuông kia ha, thì hai tam giác vuông đó sẽ bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. Ở đây thầy nói ngắn gọn, tuy nhiên là cái góc nhọn á thì nó phải kề với cái cạnh góc vuông mà bằng nhau các em ha. Nói chung là nhìn vô hình chúng ta phải thấy nó đúng với trường hợp góc cạnh góc nè ha, góc cạnh góc, góc cạnh góc ha. Một cạnh và hai góc kề, một cạnh và hai góc kề ha. Nó chỉ đặc biệt là nó có thêm một vuông nó có sẵn thôi. Rồi đây là trường hợp, hai trường hợp thông thường từ tam giác bằng nhau bình thường ha. Bây giờ chúng ta sẽ xét hai trường hợp đặc biệt. Trường hợp thứ nhất là trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Ở đây thì thầy in nó bị nhầm các em. Cái trường hợp cạnh huyền góc nhọn ở đây nè, ở đây thầy sửa lại nha các em. Cái này là cạnh huyền góc nhọn nè. Còn trường hợp này là trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông ha. Bây giờ thầy xét cái trường hợp dễ trước nè. Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này nè bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia, thì hai tam giác vuông đó bằng nhau ha. Thì chúng ta đã biết rồi, thì trong tam giác vuông đó, hai góc nhọn phụ nhau ha, cho nên là góc nhọn của tam giác vuông này á, nếu bằng góc nhọn tam giác vuông kia thì hai góc nhọn còn lại nó cũng sẽ bằng nhau thôi ha. Thì khi đó hai tam giác sẽ bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. Từ đó ta suy ra là trường hợp đặc biệt thứ nhất là cạnh huyền góc nhọn ha. Hãy nhắc lại là nếu một cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông kia, thì hai tam giác vuông đó bằng nhau à. Rồi trường hợp đặc biệt thứ hai là trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông ha. Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này nè bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia, thì hai tam giác vuông đó sẽ bằng nhau. Thì để giải thích cho trường hợp này, chúng ta phải dùng định lý Pythagore nghe các em. Sử dụng định lý Pythagore ha. Thì cái phần này là khi vào học chính thức đó, thầy sẽ hướng dẫn lại trên lớp cho các em nha. Nó cũng hơi phức tạp. Rồi như vậy là chúng ta đã biết được các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập cụ thể nha. Bài tập số 1. Rồi, cho tam giác ABC cân tại A, trên tia BC lấy DE sao cho BD bằng CE. Kẻ DH vuông AB, kẻ EK vuông AC. Chứng minh tam giác ABD bằng tam giác ACE. Rồi chúng ta sẽ vẽ hình cho bài này ha. Các em cùng lấy thước ra làm nha. Tam giác ABC cân tại A. Thì đúng ra ở trên giấy A4 này thì chúng ta sẽ sử dụng cơm 3 nha các em. Tuy nhiên là do nghỉ dịch lâu quá, thầy bỏ cơm 3 dụng cụ ở trường hết rồi. Cho nên thầy sẽ hướng dẫn các em một cái cách mà vẽ tam giác cân mà không cần dùng cơm 3 ha. Thì đầu tiên thầy vẽ cái cạnh BC này 4 ô nè.
Rồi ngay chính giữa nè, ngay chính giữa là hai ô. Thầy sẽ đặt sao cho nó vuông góc nè ha. Thầy đặt cái thước nè ha, cho nó vuông góc ngay cái trung điểm này. Nói chung là đây là đường trung trực này. Cái rìa này nó sẽ ra đường trung trực. Thì trên đây chúng ta chấm điểm nào cũng được, chấm ở đâu cũng được, thì nó sẽ ra tam giác cân thôi ha. Rồi thầy chấm lại đây ha. Rồi ta có tam giác ABC cân tại A. Trên BC lấy DE sao cho BD bằng CE. BD bằng CE. Thầy sẽ lấy là BD là 1 đi ha. CE cũng là 1 ha. BD CE bằng nhau nè. Kẻ DH vuông AB. DH vuông AB. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái lằn ngang của cái thước này nha các em. Cái lằn ngang này cho nó trùng với AB. Và cái rìa của thước sẽ đi qua điểm D ha. Các em quan sát kỹ nha. Cái lằn ngang trùng với AB, rìa thước đi qua điểm D này. Đây. DH vuông AB. Tương tự vậy. EK vuông AC. DH EK và ta ký hiệu vuông góc vô nha các em. Rồi, chứng minh tam giác ABD bằng tam giác ACE. Rồi, cái quan sát tam giác ABD nè, tam giác ACE ha, nó có AB bằng AC nha. Nó có BD bằng CE nè ha. Là do giả thiết cho ha, còn AB bằng AC là do tam giác ABC cân nè. Rồi ta có góc B bằng góc C. Đó. Là cũng do tam giác cân. Vậy tam giác ABD sẽ bằng tam giác ACE trường hợp cạnh góc cạnh ha. Rồi câu A thì hướng dẫn sơ vậy các em tự làm nha. Tam giác ABD nè bằng tam giác ACE trường hợp cạnh góc cạnh. Rồi chúng ta sang câu B ha. Là chứng minh HD bằng KE. HD bằng KE. Rồi chúng ta quan sát cái tam giác mà có chứa cạnh HD này ha, là tam giác BHD, tam giác nhỏ xíu này nha. Tam giác có chứa cạnh KE là tam giác CKE này ha. Đây là hai tam giác gì các em? Đây là hai tam giác vuông ha. Góc vuông lần lượt là H và K nè. Như vậy BD và CE lần lượt là hai cạnh huyền của hai tam giác ha. Ta thấy hai tam giác này có hai cạnh huyền bằng nhau đây. Rồi, ta lại thấy góc B bằng góc C nữa nè. Đây là hai góc nhọn. Vậy ta sẽ có ngay trường hợp gì đây? Trường hợp gì mới học ha? Trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Rồi, vậy ta sẽ chứng minh hai tam giác này bằng nhau. Trường hợp cạnh huyền góc nhọn và ta suy ra là HD bằng KE ha. Rồi, ta bắt đầu cùng nhau giải nha. Xét tam giác nè, BHD và tam giác CKE ta có ha. Đầu tiên chúng ta nêu hai góc vuông ra nha các em. Góc H bằng góc K bằng 90 độ nè. Lý do là DH vuông AB và EK vuông với AC ha. Rồi, hai cái góc này nêu ra để biết đây là hai tam giác vuông thôi nha các em. Rồi tiếp theo ta có BD bằng CE nè, là đề cho là giả thiết ha. Và ta có góc B bằng góc C là do tam giác ABC cân tại A. Như vậy ta sẽ có tam giác là BHD bằng tam giác CKE trường hợp cạnh huyền góc nhọn ha. Đó. Rồi như vậy từ đây ta suy ra hai cạnh tương ứng bằng nhau là HD bằng với KE. Rồi tiếp theo ta sang câu C ha. Gọi O là giao điểm của HD và KE. Hai cái đoạn này chưa cắt nhau cho nên ta phải kéo dài ra nha các em. D là giao điểm của HO và KE. Kéo dài cho nó cắt này. O. Tam giác OED là tam giác gì ha? Rồi. Thì
Thì câu này thầy sẽ hướng dẫn bằng lời nha, thầy không giải, các em tự làm nha. Thì chúng ta đầu tiên khi người ta hỏi tam giác gì á, thì chắc chắn nó sẽ không phải là tam giác thường rồi, nó sẽ là tam giác vuông nè, tam giác cân nè, tam giác đều. Đầu tiên chúng ta quan sát hình dạng của nó, ta dự đoán trước. Thì các em thấy hình dạng này thì không có vuông được rồi, góc nhọn, góc tù nè, cũng không đều được đâu, tại vì góc này nhỏ xíu, góc này bự nè. Như vậy ta dự đoán nó là tam giác cân. Tam giác cân thì muốn chứng minh tam giác cân thì ta chứng minh nó có hai góc bằng nhau hoặc có hai cạnh bằng nhau ha. Mà thường thường chứng minh hai cạnh bằng nhau á thì nó sẽ gắn với hai tam giác bằng nhau nào đó. Bây giờ chúng ta quan sát hình này, ta sẽ dự đoán nó cân tại đâu nè. Chắc chắn là nó sẽ cân tại O rồi ha. Dự đoán ha, mình dự đoán thôi nha. Nhìn không thể nào mà cái DE dài vậy mà nó bằng OE được. Mình thấy OE với OD nó khả năng rất lớn sẽ bằng nhau nè. Và hai cái đoạn này thì nó không có thuộc hai tam giác nào mà bằng nhau trong hình này hết. Điểm ta nghĩ đến là chứng minh góc bằng nhau, góc D bằng góc E ha. Rồi chúng ta thấy góc D này đối đỉnh với góc D này ha. Góc HBD nè đối đỉnh với góc ODE. Tương tự vậy, góc OED lại đối đỉnh với góc CEK. Và hai góc này là hai góc của hai tam giác bằng nhau mới chứng minh xong ha. Ở đây nó hơi nhỏ, thì đánh số nó hơi khó. Các em vẽ hình to lên nữa thì ta sẽ đánh số D1, D2 nè, E1, E2 nha. Ta có là D1 bằng E1 là do hai tam giác bằng nhau ở câu B nè ha. Rồi D1 bằng D2 đối đỉnh nè, E1 bằng E2 đối đỉnh ha. Vậy từ đó D2 bằng E2 suy ra tam giác này cân. Rồi câu D là chứng minh AO là tiêu phân giác của góc BAC. Thì để chứng minh AO là tiêu phân giác của góc BAC thì ta chứng minh góc BAO bằng góc CAO. Thì câu này nó tương đối là khó, tương đối khó thôi nha các em. Cho nên thầy dành cho các bạn khá giỏi ha, các em dành thời gian suy nghĩ thêm, thầy sẽ hướng dẫn sau. Rồi vừa qua thầy đã giải một cái bài tập mà có liên quan đến trường hợp bằng nhau của tam giác vuông nha các em. Trường hợp đặc biệt cạnh huyền góc nhọn. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn tiếp bài số 2 nha. Rồi các em lấy giấy bút ra cùng nhau vẽ hình nha. Bài số 2 cho tam giác ABC cân tại A. Cũng là tam giác ABC cân tại A. Thầy vẽ tương tự nãy nha các em. Thì vẽ BC là 4 cm nè. Ngay chỗ 2 cm thì đánh dấu và thầy đặt cây thước vuông góc với BC nè ha. Và thầy lấy vị trí nào thì cây thước này thì cũng ra tam giác cân hết ha. Rồi. Đây là cách vẽ tam giác cân rất đơn giản nha các em, hiệu quả. A B C cân tại A. Rồi. Vẽ AH vuông BC. AH vuông góc BC. Chứng minh H là trung điểm BC. Thì khi ta cho tam giác ABC cân tại A này thì chúng ta sẽ có ngay là AB bằng AC nha các em. Ta có luôn góc B bằng góc C. Và bây giờ có AH vuông BC nữa thì ta dễ dàng nhận ra trong hình này có hai tam giác bằng nhau rất rõ ha. Đó là tam giác ABH bằng tam giác ACH này. Và trường hợp gì các em? Tam giác ABH vuông tại H, tam giác ACH cũng vuông tại H. Như vậy ABAC là hai cạnh gì đây? Cạnh huyền nha. Góc B góc C là hai góc nhọn đúng không? Vậy hai tam giác này bằng nhau trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Bạn nào có cách khác không nè? Bây giờ ta thấy AH là cạnh chung nữa nè, cạnh chung của hai tam giác. Như vậy ta cũng có thể nói tam giác ABH và tam giác ACH bằng nhau trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông ha. Như vậy câu A này chúng ta có hai cách làm. Chứng minh tam giác ABH bằng tam giác ACH trường hợp cạnh huyền góc nhọn hoặc là trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Từ đó ta suy ra H là HB bằng HC và có nghĩa là H sẽ là trung điểm BC. Rồi thầy hướng dẫn sơ để chúng ta nắm về cái trường hợp bằng nhau tam giác vuông thôi. Những câu bài tập tiếp theo thì các em cố gắng tự làm nha.
Rồi, thời gian có giới hạn cho nên thầy hướng dẫn chúng ta những cái gì căn bản nhất để chúng ta hiểu các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông và vận dụng vào một số bài tập cơ bản. Còn những bài tập nào nó nâng cao, nó khó hơn một chút thì các em cố gắng tự làm ha. Và có gì thắc mắc thì hỏi thêm ở thầy. Rồi, thầy mến chào các em nha.